Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Hôm nay cái clip này mình đi đến huyện Châu Thành A của tỉnh Hậu Giang. Đây là con kinh sáng sà no. Mình sẽ giới thiệu đến quý vị một số cây mai tàn, dáng cũng khá là đẹp tại chỗ nhà của Tính. Mình sẽ đi vào. Đây mình thấy có những cây bông trang hình thú. Tiếp theo của clip ngày hôm qua. Rồi, chào Tính ơi. Con xin kính chào cô bác và các anh chị em. Hôm nay con có một số mai tàn, con muốn giao lưu với các cô bác và các anh chị em. Rồi, dạ. Số cây tiếp theo. Sau đây là cây số 1 ạ. Cây số 1. Cây này để thú nha cô bác. Chi cành đầy đủ à. Dáng thú, chi cành đầy đủ. Mai mấy cánh em? Dạ mai này em bao từ 9 cánh trở lên, bông chùm luôn nha. 9 cánh bông chùm. Dạ. Rồi. Cao nhiêu? Cao nhiêu? Cây này cao có 2m3 thôi. Cao khoảng 2m3. Rồi tán ngang. Tán ngang 1 thước 6. Rồi bắt đầu mình vào chi tiết đây. Một thân đi lên ha. Một thân đi lên luôn ạ. Tới đây chia ra, thân đi lên dốc đọt. Để có đầy đủ hết ạ. Rồi cứ xây đi. Không có thẹo gì hết ha. Không có thẹo luôn anh. Rồi đế thú. Dạ. Cái này nó lên xù nhẹ nữa này anh. Nó đứt xù. Rồi xù này. Rồi quay đi, quay đi, quay một vòng cho anh vòng nữa đi. Bà con xem rõ. Rồi khá là rõ. Rồi cho hoành. Ba mươi lăm ạ. Hoành 35. Dạ. Rồi xem dòng thấp nữa coi. Rồi cái đế này đo đường kính nè. Dạ. 75 anh ơi. 75. Dạ. Cái này đế nó nôm muốn hết đế rồi, cho nên con không có đo cái này luôn. Dạ. Rồi, giá luôn em ơi. Dạ, giá này con giao lưu với cô bác thì là 22 triệu, con bao phí ạ? 22 triệu. Dạ. Rồi, có thương lượng gì không em? Dạ, cái này không thương lượng rồi ạ, con bao phí ship luôn. Ship nhiều? Dạ, con ship 200 km. Ship 200 km. Dạ. Rồi. Rồi, đổi cây. Cây số 1. Đo cái thoát thân cái bạn. Quên nữa. Thoát thân cây này 2 tấc anh ơi. Thoát thân 2 tấc. Dạ. Đế. Rồi. Nôm. Nôm rễ coi. Củ xuống. Rồi. Để ha. Đằng nè. Ừ. 2 tấc rưỡi. 2 tấc rưỡi. Từ cái củ xuống. Đây. Rồi. Rồi đã rõ, 22 triệu. Cây số 1. Tiếp tục cây số 2. Cây số 2. Dướng cành. Dướng cành. Rồi một cây cũng dán thú. Rồi được rồi. Cây này cây cũng thú nha. Rồi quay đi em. Dướng rồi. Rồi trả lại. Rồi lấy cái đầu quá.
lại vòng nữa đi. Rồi cao nhiêu? Cây này cao khoảng 2 mét anh ơi. Cao 2 mét, tán ngang. Tán ngang thước rưỡi. Tán ngang thước rưỡi. Rồi, vào chi tiết. Đây chỗ này nó có nguyên cái mình chẳng 3, chẳng 4, chẳng 5 gì đây nè. Đưa lên. Rồi cho mình đây. Đít giữ ha. Dạ. Có gậy lót luôn à. Gậy lót luôn. Dạ. Rồi trả lại vô qua, trả lại. Trả lại nữa. Rồi quanh. Đó. Hoành cái này là 33. Hoành thân 33. Dạ. Rồi. Rồi đó cũ với cái đích này. Đích nó 50 anh ơi. Rồi, đích 50. Rồi đó cái thấp thân này từ dưới ấy lên này. Từ dưới đầu cổ gãy lên tới khúc khúc đó đó. Dạ. Đây. 30 đi. 30. Rồi, nôm. Nôm đang tắt gửi. Rồi, nôm tắt gửi. Dạ. Rồi, sang vòng nữa báo giá luôn ha. Dạ. Dương giờ nè. Rồi, Dương trả lại. Dạ. Rồi, báo giá. Dạ, cây này tôi xin giao lưu giá là 15 triệu. 15 triệu. Dạ, cây này nó quái chỗ này nữa nè, anh Tích. Đây, cho cô bác xem kỹ. Quá làm sao đâu? Đây, mấy cái mục này nó xù nè, mà không xù gì. Nè. Rồi có rồi da cóc. Dạ. Rồi, đổi cây. Cái này bông chín cánh luôn nha. Chín cánh luôn, dạ. Bông chín cánh. Rồi, đổi. Tay đây, tay tay. Rồi tiếp tục. Tiếp tục cái số 3. Cái số 3. Cây nào? Cây nhỏ à? Cây nhỏ là vô được. Rồi tranh thủ đi, nhẹ lại tay lại chân đi anh em ơi. Rồi cao nhiêu em ơi? Cây này cao là 2 thước anh ơi. Cao khoảng 2 thước. Dạ. Rồi. Rồi để nôm xuống đi cho cô bác xem. Nôm rễ. Để nôm rễ là 3 tấc. 3 tấc. Rồi quay vòng. Rồi hoành thân. Hoành thân em đâu hoành tổng. Hoành tổng là 32. Tổng 32 qua dạ. Cái cây nhỏ luôn. Qua cây nhỏ luôn và 32 nha cô bác. Rồi cây nhỏ kia đâu đo được hả? Dạ cây nhỏ kia không. Lỗ nhỏ quá. Rồi dạ. Tương đối gì đi. Dạ. Cây này em giao lưu giá là 3.3 em bao phí à. 3.3 bao phí. Dạ. Rồi mai mấy cánh em? Dạ mai này mai 5 cánh anh ơi. Mai 5 cánh. Rồi tiếp tục đổi cây. 3.3 cây này. Cây số 4 đi anh Tích. Cây số 4. Cây này mình giao lưu lại phải không? Cây này con giao lưu lại không? Rồi. Cây này cây tàn đa. Tàn bông đa. Bông chùm. Bông chùm phải không? Bông chùm bông. Rồi tả chiều cao chiều ngang lại đi. Dạ chiều cao 4 thước rưỡi, tàn ngang 4 thước. Rồi cao 4 thước rưỡi, tàn ngang 4 thước. Dạ. Thú. Mấy thân? Dạ cây này là 8 thân. 8 thân tàn đa. Cây này về cô bác muốn hạ bonsai là cũng rất ok. Cây này cũng nha. Clip trước cũng có giới thiệu rồi. Giờ dạ. Quay lướt lại ha. Quay lướt ở giùm em. Rồi. Rồi giao lưu lại giá nhiêu? Dạ, cây này con giao lưu giá là 27 triệu. 27 triệu. Con bao phí luôn ạ. Bao phí luôn nếu dạ. Cái này cắt bonsai được không? Cắt bonsai được luôn anh, khéo lắm. Rồi. Đo hoành cái đi em. Dạ. Đâu anh đâu ạ? Dạ, hoành thân là 60 à. 60, dạ. Rồi. Rồi, báo lại 27 triệu ha. 27 triệu, dạ. Rồi. Cây số 4, rồi tiếp theo cây số 5 cây này. Cây số 5, cây này là một cây mới hoàn toàn. Mới hoàn toàn. Cây này là tàn dù luôn nha. Tàn dù. Bông là chín cánh luôn. Bông chín cánh luôn, rung rung dạ. Cây.
cao khoảng nhiêu em ơi? Dạ, cây này cao 3 mét anh ơi. Giót đọt. Cao 3 mét, giót đọt. Dạ. Cây này là đế nôm đều luôn anh. Rồi để vào vòng tàn trước đi. Đang ngoài tàn. Dạ. Tàn tròn đều không? Dạ tròn đều luôn anh. Rung rung cái tàn lại cái nữa coi. Rồi cái thoát thân như vậy đo coi. Thoát thân trước đi, từ xa là đo thoát thân trước. Báo luôn cho. 4 tấc rưỡi. 4 tấc rưỡi. Dạ. Rồi quanh. Quanh 43. Quanh 43, rồi xích lên cái eo bao nhiêu? Lên cái khác cái thân này nè. 33. Rồi chỗ này là 33. Dạ. Rồi. Đế nôm đều khoanh mặt bầu luôn nha cô bác. Cái mặt này tối quá rồi, đâu có quay nổi hả? Dạ. Có quay được không? Cái xe này có đậu đâu để hết. Không anh ơi, nặng lắm. Có quay quay được cái mặt này qua mày ánh sáng không? Hai ba người lại quay được không? Được được được. Ê mấy anh ơi, hộ em quay cái mặt này ra ánh sáng cái cho bà mặt này nó ngược. Lúc cái tép ra quay vòng vòng rồi. Anh ngồi đây rồi bữa. Rồi quay quay. Rồi né né cái mặt này đi, quay nửa vòng thôi. Rồi được chưa? Rồi nửa vòng chưa? Rồi, rồi nửa vòng anh ơi. Rồi nửa vòng bên đây. Dạ. Rồi. Rồi báo giá em ơi. Dạ cây này con xin giao lưu với giá là 21 triệu con bao phí ạ. 21 triệu bao phí. Dạ. 200 km ha. 200 km luôn. Rồi cây này cây số mấy? Dạ cây này là cây số 5. Cây số 5, 21 triệu. Bao ship 200 km, đọc số điện thoại tính. Dạ, rồi. Số điện thoại của em là 0799 0799 775. Rồi, 777. Thị trấn 1000 huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang. Rồi, tiếp tục. Dạ. Tới cây số 6. Cây số 6. Cây mai tàn nữa. Rồi, bông nhiêu? Dạ bông là bông 5 cánh mà bông, bông chùm. Đây còn bông. Bông chùm 5 cánh. Tàn ngang khoảng nhiêu? Tàn ngang cả khoảng 2 thước rưỡi. 2 thước rưỡi. Dạ. Cao 3 thước. Cao 3 thước. Rồi đó hoành đây. Hoành là 43. Hoành thân 43. Rồi dạ. Thoát thân này như vậy? Thoát thân này 30. 30. Rồi kéo hoành đế luôn. Cái đường kính này. Đường kính là 80 anh ơi. Đường kính 80. 85 luôn rồi. 85 luôn. Rồi anh em là dạ. Cho anh xây nửa vòng coi. Dạ. Nửa vòng cây thôi nha. Nửa vòng cây. Dạ. Rồi. Rồi. Rồi báo giá tính ơi. Dạ cây này báo giá là 18 triệu. 18 triệu. Còn bao phí. Cây này được cái là nó lên xù mặt này luôn rồi nè cô bác. Bao phí. Dạ. Rồi. Xù nu hết luôn mấy nhánh luôn. Tượng xù. Dạ. Rồi 18 triệu. Dạ. Bao phí. Bao phí à. Đây mặt này đây. Dạ. Rồi tiếp tục. Dạ tiếp tục là cây số 7 à. Cây số 7. Rồi. Lắc lắc rung tàn. Rồi báo chiều cao chiều ngang tính ơi. Dạ. Cây này cao là 3 thước rưỡi. Cao khoảng 3 thước rưỡi. Ngang gần 3 thước. Ngang khoảng 3 thước. Dạ, bông này bông chùm. Bông chùm mấy cánh? Bông này em chưa thấy mặt bông anh ơi. À, nhưng mà chủ nói là bông chùm. Bông chùm, dạ, rồi hai thân nha. Hai thân dạ. Hai thân thẳng lên. Đây cái đế này mặt đều luôn đó anh, nó xù luôn đó anh. Rồi xù dạ, luôn. Xù luôn. Dạ. Rồi đây, rồi đó hoành đưa mặt qua đây đi. 45, 44. Hoành thân 44. Hoành thân 44. Dạ. Rồi cái khúc này sát gạt thôi ra đây ha. Dạ. Có chuẩn tắt à. À. Lên tới thân rồi. Dạ, tắt à. Đây. Rồi. Rồi, báo giá luôn đi, đường dạ. Kính bầu đi, đường kính bầu. Đường kính bầu là 82. Đường kính bầu 82. Dạ. Cây này con xin báo giá là 43 triệu con bao phí ạ. À.
43 triệu bao phí. Dạ. Khủng ha. Dạ. Rồi nhờ anh em là hỗ trợ quay nửa vòng coi. Bên đây ngược sáng quá. Nửa vòng chú Vinh ơi. Nửa vòng. Nửa vòng cây. Rồi nửa vòng thôi. Rồi báo lại giá đi em. Dạ cái này giao lưu với giá là 43 triệu con bao. 43 triệu còn thương lượng gì không? Dạ còn thương lượng. 43 triệu. Dạ. Đây mặt này đây. Nửa vòng này. Rồi vậy hôm nay mình cũng chào luôn. Dạ con xin kính chào cô bác và các anh chị em. Nhắc dạ. Lại số điện thoại luôn. Dạ số điện thoại con là 0799777775. Rồi mấy cái bông trang đó có giao lưu gì không? Dạ bông trang có giao lưu anh ơi. Hẹn bà con cô bác vào cái clip sau ạ. Rồi những cái bông trang. Rồi hình thú ha. Dạ hình thú anh ơi. Rồi những dòng cặp lăng cặp châu với bình lăng. Lần châu giá có thể tiết lộ nhẹ nhẹ chứ không? Dạ giá là một cặp là dưới 20 triệu hết anh ơi. Một cặp dưới 20 triệu hết. Dạ. Bông trang đỏ lá nhỏ. Rồi xin mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại vào clip sau.